Ngày 15 tháng 7 năm 2022 nhằm ngày 17 tháng 6 năm Nhâm Dần, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức được diễn ra trang nghiêm trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà. Trước khi bắt đầu phiên chính thức của đại hội, ban nghi lễ đã cùng trước Chư Tôn Đức lãnh đạo Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quan lâm cử hành nghi lễ khởi công động thổ, xây dựng khu tăng xá thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh. Sau đó đúng 8 giờ, đại hội chính thức được khai mạc dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đoàn chủ tịch đại hội có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban tổ chức đại hội. Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng sự hiện diện của Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành trong cả nước. Về phía chính quyền có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Thượng tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, ông Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Hà Văn Thạch, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh, ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành trung ương và địa phương sở tại. Sau khi Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc, đại hội đã lắng nghe Đại đức Thích Quảng Nguyên đọc báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Hà Tĩnh là vùng đất phía Bắc của miền Trung, nơi giao thoa và ảnh hưởng của văn hóa giữa hai miền Nam Bắc, vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực dấn thân phụng sự của người con Phật, trong nhiệm kỳ qua, 76 vị tăng ni trong tỉnh nhà đã cùng nhân dân Phật tử tỉnh nhà hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo chính quyền các cấp và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Giáo hội đã quyết định trao bằng tuyên dương công đức cho 8 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều công đức trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 3. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã có bằng khen cho tập thể Ban trị sự tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2017-2022. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 8 tập thể với những đóng góp tích cực trong những hoạt động Phật sự, ích đạo, lợi đời. Đại hội đã thống nhất suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 thành viên do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm trưởng Ban trị sự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghi nhận và tán thán những kết quả Phật sự tốt đẹp của tăng ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Hòa Thượng nhắc lại thời kỳ Phật giáo Hà Tĩnh mới thành lập vào năm 2005, nhiệm kỳ 1 chỉ với 12 tăng ni và 8 chú tiểu phải dựng trạp để tổ chức đại hội. Cho tới nay, số lượng đã tăng lên với tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự lãnh đạo khéo léo của Hòa Thượng trưởng ban trị sự và sự trợ giúp nhiệt tình của chính quyền các cấp. Tăng ni Phật tử tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh. Hòa Thượng mong rằng tân ban trị sự trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần lục hòa, cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt các công tác Phật sự để nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đây cũng chính là những thành tựu bước đầu dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thành tựu viên mãn vào lúc 11 giờ trong niềm hoan hỷ của những người con Phật.